Chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay. Hôm nay cô cùng các em sẽ cùng học bài tập làm văn, cấu tạo bài văn miêu tả cây cối. Hy vọng rằng cô và các bạn sẽ có một tiết học hiệu quả nhé. Ở trong tiết học trước, chúng ta đã tìm hiểu về cấu tạo chung cho bài văn miêu tả cây cối rồi. Và hôm nay, cô sẽ cùng với các em tìm hiểu và lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhớ lại xem, một bài văn miêu tả cây cối gồm mấy phần? Đúng rồi, một bài văn miêu tả cây cối gồm có 3 phần. Đó là phần mở bài, thân bài và kết bài. Ở phần mở bài, như là các thể loại văn miêu tả khác, chúng ta có 2 cách để mở bài, đó là mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp. Ở phần thân bài, các con có thể lựa chọn theo 2 cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ tả theo trình tự thời gian. Cách thứ hai, các con có thể tả từng bộ phận của cây. Cả hai cách này, cách nào mình thực hiện cũng được cả. Tuy nhiên, ở cái cách mà tả theo từng bộ phận của cây thì cô nhận thấy rằng là các em sẽ dễ tiếp nhận hơn. Về phần kết bài, chúng ta cũng có 2 cách để kết bài. Kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về từng phần này nhé các em. Đầu tiên, ở phần mở bài, giới thiệu cây định tả. Các con sẽ sử dụng cách mở bài trực tiếp hoặc là cách mở bài gián tiếp như cô đã nói ở trên để giới thiệu về cái cây mình định tả. Thế nhưng chúng ta phải chú ý rằng phải đảm bảo giới thiệu được cái cây định tả là cây gì. Và để mở bài rõ hơn, chúng ta có thể giới thiệu thêm cây có từ bao giờ và do ai trồng. Thì cái mở bài của mình nó sẽ rõ ràng hơn các em nhé. Các em nắm được phần mở bài chúng ta cần phải giới thiệu như thế nào chưa nào? Chúng ta bước sang phần thân bài. Phần thân bài, chúng ta lưu ý cho cô, để thể hiện được cái phần thân bài này đầy đủ và hay hơn, chúng ta sẽ đi theo một cái trình tự để bài văn của mình nó được hay và phong phú các em nha. Đầu tiên chúng ta sẽ tả bao quát. Tả bao quát về cây tức có nghĩa là chúng ta nhìn cái cây đó, trông xa cái cây đó như thế nào. Và chúng ta sẽ miêu tả nó. Cô ví dụ như nè, chúng ta nhìn một cái cây, con thấy coi cái cây đó cái dáng cây như thế nào, độ lớn của nó ra sao, và thoạt nhìn nó có điểm gì nổi bật, vân vân. Sau đó chúng ta sẽ bước sang phần tả chi tiết. Ở phần tả chi tiết này thì chúng ta sẽ cùng quan sát với cô một cái cây. Chúng ta sẽ cùng nhau tả các bộ phận của cây nha. Sau đó chúng ta sẽ tả tác động của ngoại cảnh này và đặc điểm riêng của cây. Bên cạnh đó chúng ta sẽ nêu được lợi ích của cây. Đó là các phần của phần thân bài mà các con cần thể hiện được. Bây giờ chúng ta đi sâu hơn một tí xíu ở từng phần nha. Đầu tiên là phần tả bao quát, như hồi nãy cô đã giới thiệu rồi, cô sẽ không nói lại nữa nha. Phần chi tiết thì chúng ta sẽ tả như thế nào đây? Cô mời các con quan sát một cái cây. Quan sát của một cây theo thứ tự từ trên xuống dưới hoặc là từ dưới lên trên đều được cả không ạ? Tuy nhiên để cho dễ dàng thì chúng ta cùng nhau quan sát theo thứ tự từ dưới lên nha. Đầu tiên các con thấy gì? Đây chính là rễ của cây. Tiếp đến đó là gốc. Tiếp theo là bộ phận nào của cây nhỉ? Đó là thân. Ngay chỗ thân này thì các bạn thấy bên ngoài thân có bao bọc của một lớp vỏ, thì con có thể quan sát và miêu tả nó. Tiếp theo là cành và lá. Lá ở đây con miêu tả tùy theo cái sắc độ của lá nha con. Thì một lát hay hoặc là tiết sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn. Cô sẽ gợi ý kỹ hơn cho con về phần này. Sau khi chúng ta tả lá, chúng ta có thể tả tán lá. Và có một số cây chúng ta có thêm hoa và quả nữa.
Như vậy con cùng với cô nhìn lại xem các bộ phận cơ bản của một cái cây cần phải có. Đó là những bộ phận nào? Đó là bộ phận rễ, gốc, thân, cành, lá hoặc tán lá, hoa và quả nếu có. Vậy thì các con nhìn thấy này, ở mỗi một bộ phận này, muốn miêu tả được nó thì con phải có một cái sự quan sát rất là tỉ mỉ về hình dáng này, về màu sắc này, về cái nét nổi bật của cái bộ phận đó, để con có thể miêu tả được một cách chính xác nhất, để cho cô và người khác khi đọc bài văn của con lên có thể hình dung được là bộ phận đó như thế nào. À, cô ví dụ như ở rễ nè, bộ phận của rễ này, một số cái rễ á, con quan sát cái trên cây thực tế á, một số cái rễ nó bám sâu vào lòng đất, đúng không nào? Nhưng có những rễ thì lại bò ngoằn ngoèo lên trên mặt đất. Thì tùy vào cái cây của con đang quan sát cái rễ của nó như thế nào thì các con sẽ miêu tả như thế đó. Các con hiểu chưa nào? Và cô gợi ý cho các con một số cái từ mà miêu tả về rễ, như là từ nè, ngoằn ngoèo này, hay là uốn lượn như những chú rắn hổ mang, hoặc là rễ cắm sâu vào lòng đất, vân vân. Về bộ phận gốc, gốc cây á, thì thường to, xù xì, hoặc là con có thể sử dụng những cái hình ảnh so sánh để miêu tả cái gốc cũng được. Thân cây thì như thế nào? Có tùy cái cây các con nhé. Tùy cây mà chúng ta có một cái miêu tả về cái thân, cái độ lớn của nó khác nhau. Và cô cung cấp cho con một số từ gợi ý nè. Ví dụ như thân cây thường là cứng cáp, hoặc là nhỏ nhắn, hay là cao khỏe. Về màu sắc là của nó bên ngoài á, thì vỏ cây thường có những cái màu nâu sẫm này, có khi là những cái màu trắng bạc phết theo tháng năm, vân vân. Con về con quan sát thêm và cung cấp thêm cho cô một số từ khác nữa nha. Ví dụ như về cành thì thường là những cái cành cây thì có những cái từ có thể chúng ta miêu tả nó như là từ rắn chắc này, vương dài này, chi chít, vân vân. Lá cây thì các con lưu ý nè, có lá non và lá trưởng thành, và có cả lá già nữa. Thì mỗi một cái thời kỳ của lá nó có màu sắc khác này, nó có luôn cả cái đặc điểm khác, cho nên con hãy quan sát tỉ mỉ hơn nhé. Cô thấy một số từ để miêu tả lá như là màu xanh non này, xanh mướt này, mượt mà này. Về miêu tả tán lá, ta có từ dày đặc, xum xuê, vân vân. Còn hoa, có một số cây thì có hoa, có một số cây thì không có hoa. Nếu như cây đó có hoa thì con phải quan sát coi hoa nó có đặc điểm riêng nó như thế nào, hình dáng nó ra làm sao, và nó có màu sắc như thế nào, hương thơm của nó ngào ngạt hay là thoang thoảng. Về quả, quả thường xuất hiện trong đa số là các loại cây ăn quả. Thì cái quả con hãy nhớ chú ý đến hình dáng của nó. Một số từ có thể miêu tả quả như là hình bầu dục này, dài, hoặc là đối với cái cây bàng nó có cái quả đó con, thì quả nó quả hình quả trám, thì thế nào? Vậy thì các con nắm rõ các bộ phận cơ bản của một cái cây cần phải có trong quá trình con miêu tả. Cô mời con hãy đọc lại một lần nữa các bộ phận của cây nào. Rồi, ngoài ra để cho bài văn của chúng ta phong phú hơn, các em có thể miêu tả thêm những tác động ngoại cảnh đối với cây. Ví dụ như là chim chóc, ong bướm hay là con người, hoặc là tác động khác với cây. Bên cạnh đó chúng ta có thể nêu thêm cái ấn tượng hoặc là cái kỷ niệm đẹp
những cái kỷ niệm riêng của em đối với cây. Với phần tác động của ngoại cảnh và cái phần ấn tượng kỷ niệm của em đối với cây, con có thể thể hiện cái nào trước cũng được, hoặc là con có thể lồng ghép trong quá trình con miêu tả các đặc điểm của từng bộ phận cây. Nhưng mà con lưu ý nè, khi con lồng ghép thì lời văn của con diễn đạt phải tự nhiên nhé, phải tự nhiên một tí thì bài văn mình mới hay được. Và các bạn biết không, một cái cây luôn luôn có một cái lợi ích riêng của nó. Vậy nên em nhớ nêu lợi ích của cây sau khi mà mình nêu cái ấn tượng kỷ niệm của em đối với cây nhé. Về phần lợi ích của cây, con hãy thể hiện cho cô được là cái cây mà con miêu tả đó nó có ích lợi gì với cuộc sống của con người. Và nhớ rằng phần lợi ích này con nên là thể hiện nhé, đừng quên trước khi chúng ta kết thúc phần thân bài. Và cuối cùng chúng ta sẽ bước sang phần kết bài. Phần kết bài chúng ta nêu cảm nghĩ của em với cây. Để cô gợi ý một số cái nội dung mà con có thể hiện được này. Thứ nhất là con hãy nêu cho cô được con đã yêu quý cái cây đó như thế nào, và em sẽ làm gì để chăm sóc cây luôn xanh tốt. Vậy thì nãy giờ chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về dàn ý của một bài văn miêu tả cây cối. Cô mời các con cùng quan sát lại. Rồi. Nãy giờ chúng ta đã cùng nhau hình thành nên một dàn ý bài văn miêu tả cây cối rồi. Vậy nhiệm vụ của con, hãy về nhà, hãy đọc lại thật kỹ cái dàn ý này để nắm vững các phần cần phải miêu tả thể hiện cho một bài văn miêu tả cây cối nhé các con. Và cô có một cái yêu cầu nho nhỏ dành cho con, là dựa vào cấu tạo bài văn miêu tả cây cối, em hãy lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả cây cối. Chúc các em có nhiều niềm vui, nhớ hạn chế đi ra đường trong mùa dịch này nhé. Cô chào tất cả các bạn.